Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm gì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh, tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha tư đa tình rồi đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái tập nhạc đâm ban của nhà mình nhức đầu đang rối rồi cái hát gì hoài à. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ là ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày qua mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Cái chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái dàn karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không có nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát cái hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã vậy mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, nè, mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy mày. Ê, ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tào lao hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đánh nhà hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi.
Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè gì? Mày đi nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là cái gì cái đó, bụng xỉn, sống ích kỷ hả? Nè tao chưa nói nha, cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao, làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được, bắn pháo bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè, ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời, cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét, tao mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xỉn lắm hỏi kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? Ha, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha. Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói à, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Thôi hàng xóm mày thôi nha. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày rắn quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao dạ. Hỏi mày nè, ở gần xóm là tao thấy rõ ràng cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, 7 ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi, mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mày thấy thành con công con phụng mới đẹp, tao như ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn hay không cái chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao, nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói đúng rồi, mới tự tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày ha, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao, không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Tôi thua cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? À có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới? Chị nào tới? Chút xíu đó hả?
Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được. Cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu. Có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó. Người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Nhìn cái chê nó sượng, hột mít, khổ lắm. Bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ. Con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ồ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Thế con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới. Tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mày ăn nó hết đi. Mẹ tinh sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng chai nào ăn chai đó thôi. Thế yeah. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah.
Oh yeah. Cái gì ghê vậy thầy? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về, mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah, oh yeah, come on baby, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày hả hả mày? Sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Ừ. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Còn nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa cũng bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là thư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Nhục gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông mà gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà như khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè ở kế bên xóm, mày đau bụng mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên đàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm. À,
Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, là ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. Đó, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im nha mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc thì em hại mày ha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi, ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì hết, mày để ở ngoài. Tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt thì được rồi. Thôi nha. Ừ. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui vẻ, sợ tao muốn hát. Săn săn ai săn đá về. Thôi nhanh đi. Hát hoài. Bây giờ Tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. À, bây giờ tức cảnh sinh tình, nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Mê mê chua lè vậy. Má là Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được hai mươi mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó.
Không, tại vì em ấy, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi? Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này, nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh, thế là em phải tự động em học. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia chỉ ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Em đừng có nghe mấy cái người đó nghe không. Vâng. Nè anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Cho em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không?
tướng em đó, anh nói em nghe nè, đứng dậy anh coi coi. Đó, tướng em là dông dỏng cao như nè, chân dài tới nách nè, trời ơi. Bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ôi. Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống bằng cái gì? Chả còn tí thịt nào phổ tích cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng ta mua cá sao mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí. Sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ấy. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang cột lại hết rồi. Rồi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm thì 2-3 job tôi mệt, tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em còn lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Lắm. Khổ sao không lê, tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm. Xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy.
Ê, ông có nhớ cái 700 đó không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Sorry. Hả? Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sán mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, mà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này, ông nhìn đi. Cái gì? Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em. Có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng dòng thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đúng không à? Ừ. Ôi thế được rồi, ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê, cái gì? Em cook cho anh ăn. Có chữ đàng hoàng, trời đất ơi, cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng.
xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có mưa. Đổ tài luôn em ơi. Go. Hey, 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 hey. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có tuyết rơi. Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Ai gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật, mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Hiểu không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Nó cười quá. Hát cái nhạc cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên à. Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha. Tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn, tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy. Hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng. Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ mới gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, nghe chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bị da mà đi tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, giải nhất mà. Thi giải gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vista hả? Vista giải nhất. Đừng có tào lao, tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vista tôi giải nhất. Vista là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu giờ thấy ông đâu. Không thấy mặt ông, ngay từ vòng loại. Vista Paris by Night gì? Paris by Night. Ông, Vista của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp ạp tôi vẫn hát. Biển sông đừng xô tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi à. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới đó, thấy biển trôi rồi tôi hát ô rừng núi của ta. Phàm rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cho đạp xuống. Sao mà đạp không? Hát quá chim bãi chân cha bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Cái chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổm đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổm đài không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ. Hổm đài cái da bả xanh xao lắm.
Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á, rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác á ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da cả. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay trong trắng thân chưa dương mùi trần xuân đến qua mơ qua mận nở gái xuân trải lụa trên sông dần. Thôi lên đi bạn. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi khoe cái khác mà. Ơi hát cô gái còn xuân. Tôi là qua cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần. À, quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à. Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Y Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ. Không nên ai... nết mà lá chùm. À. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia đeo vàng ngập mặt học sàng học xoài được ganh tị. Ừ, gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con tôi nó nói má ơi má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi già rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi nè, có tiền lo để dành chữa bệnh đi, cái mặt gì xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe, xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mình ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357, ba chia ra ba ở chủ nhật, bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện lão tôi ở cây cảnh hữu tình, cho vui, trời trời. Tính ra như anh là được đó, mình lớn tuổi rồi. Dọn nhà, dọn tới, dọn lui chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn chi. Đi sao nổi. Chờ dọn 1 căn 1 vô Bình Hưng Hòa, yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này, vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Đổ á, không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa, thích vô được không? Nói có điều có lý do nha, xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô nhìn mấy đứa nhỏ ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đợt ta hát thôi. Ô mê ly mê ly, ô mê ly mê ly đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi. À. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Thấy không?
ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè, nè. Cái gì? Hot girl. Gọi miết thôi, gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa, nhiều tiền quá thanh toán không nổi đâu. Alo, heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Ông. Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo. Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Ừ, gì? À, ông... Làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, ông sao đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Ờ. Thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Thấy không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bốn mấy đó. Nó sung, thấy không? Thấy không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Không? Cuộc sống khi mà nó có cái nó gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. À. Ừ. Trời. À, đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ không đâu ai hợp với ông. Bà. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe, mệt. Không, tôi thấy chả cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. À! Bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng, cha nhớ. Mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta chung vậy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen nó tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Body By Night hả? Bà tóc tiên bên này nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát trong Body By Night đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà cha vô duyên thiệt. Phải làm tóc cho tôi rồi. Tên Tiên người ta kêu ê tóc tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi dễ gì. Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại, cũng có sáng rảnh chiều rảnh tối rảnh mở ra đọc tới đọc lui cũng vui, còn hơn những người mà không có sắp chết già chết mòn đó, trên ghế đá.
Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thiệt hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Vậy vậy vui. Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thui điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thui điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bên nào? À, bên kia bên này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho cái dòng mà thất đức là phù mỏ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á, cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra, ra lấy thơ. À thơ, thơ bên Mỹ à? Ờ, thì tôi ra tôi thấy nha. Ê, khoan, khoan, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Trời tôi giống nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả? Còn lâu chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây 3 ca nè, 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học toàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Trong có cơ sở đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hôm nay xanh lè xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ, có thơ. Đọc nghe chơi, đọc nghe chơi. Bên Mỹ, bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ồ. Ghê không, ghê không. Lên hương, lên hương, lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Ừ, vui quá. Xa là vui, xa trai ai bên con gái, ai nấy cũng thiệt vui. Nè, 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 vừa vừa phải phải ta nghe. Ô trời, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói quen với tụi tiên đồ ấy, gửi thơ viết tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá không ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, 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 xem tụi chị vậy. Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu. Ông coi đi ơi. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba người ở chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, 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 bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Thấy gốm á, thân chưa dướng bụi trần, thấy gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không việc tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút Liêm Sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố.
Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm một sàn. Ha, ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé? Hay quá ha. Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai nọ kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Khoan khoan khoan. Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bảo quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má, má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy. Hết pin rồi. Ôi, 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 ôi. Đây, đây, đây. Ê, bà quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không. Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả. Bởi gì. Thôi đi ngang. Cảm ơn à, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ thôi còn tiền bê cất đi hả, để im nói chuyện với con. Ờ thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu, khi nào má rảnh mới cái gì vậy mà, khi nào má rảnh mới gì à. Ờ bà Liễu, nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu. Không có ở. Liễu à, cái dây điện thoại hết pin mà gọi gì. Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, cho má vô đó chi, ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nói chỉ thương thiệt bà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Hai anh chị đi, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn nào cái gì, mình phải hát, mình phải cười. À, chỉ còn nhiêu ngày sống rồi buồn làm gì? Dạ, sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ, ông nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. À, thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói đã gây rồi. Bây giờ gây gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi, cho mắt mơ gì ưa, ai ưa ông? Cái mắt mơ gì tôi ưa bà? Thôi thôi tôi can đi. Can tôi còn mưa âm luôn. Cái gì vậy? Ông ra ra tôi vừa vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Thì nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mẹ. Đi em ơi. À hãy. Người đây giấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngơ mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người.
à là mây bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi, cười tươi sống chứ sống lẻ đơn. Hãy ngước mặt nhìn đời đi bà cô, nhìn đôi thấy ta vàng tím. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Hey! Ta không cần cuộc đời, ta đang đi bay khắp phương trời. Anh Liễu, má không biết là má thương con như... thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi. Không có vui má ơi. Thôi má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cây.